Biểu tình lớn ở Nga, dân đụng đầu cảnh sát. Ngày 17 tháng 1 vừa qua, hàng nghìn người Nga đã tập trung bên ngoài tòa án địa phương tại thị trấn Pemak thuộc Cộng hòa Bashkortostan để thể hiện sự ủng hộ nhiều hoạt động Fail Elsinov, 37 tuổi. Trong phiên xử kín, anh Elsinov đã bị tòa án kết tội kích động hận thù và bị tuyên 4 năm tù, mặc cho Elsinov đã bác bỏ không thừa nhận điều này. Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Nga cũng lập tức được điều động, thậm chí còn dùng súng bắn hơi cay, khiêng và dùi cui để đánh dân thường. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Liên bang Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện xâm lược Ukraine. Được biết, Elsinov là nhà hoạt động và bảo vệ ngôn ngữ và nhân quyền tại Basque. Anh bị chính quyền Nga cáo buộc tội xúc phạm người lao động nhập cư trong bài phát biểu của mình vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Elsinov bị kết án tù được cho là do vào tháng 10 năm 2023, anh đã từng gọi việc chính quyền Nga huy động cư dân của Bashkortostan để xâm lược Ukraine là tội diệt chủng người Basque và kêu gọi người Basque đừng tham chiến ở Ukraine. Đây là một số đoạn phim ở huyện Pemak, nơi nhiều hoạt động Fail Elsinov bị kết án. Держи меня хорошо. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ít nhất 2 người dân đã phải nhập viện. Trong một diễn biến liên quan đến sự việc trên, mạng xã hội X đã xuất hiện một video của những người lính từ Basque. Những binh sĩ này ở tiền tuyến trong cuộc chiến với Ukraine đã gửi những lời nhắn ủng hộ Fail Elsinov. Khi đã ra mặt trận và chiến đấu ở đây một thời gian, những người lính này mới nhận ra rằng, trong khi họ đang chiến đấu cho Nga, thì chính quyền Nga ở hậu phương lại đang bỏ tù những người bảo vệ đất đai của họ, hủy hoại bản chất của các nước Cộng hòa quốc gia, đánh đập phụ nữ và trẻ em, hủy hoại ngôn ngữ, văn hóa và sau đó là chính con người. Những người lính trong video cho biết, họ kêu gọi tất cả quân nhân từ Bashkortostan, Chuvashia, Tatarstan, Mariel và nói chung tất cả các nước Cộng hòa quốc gia, hãy rời khỏi tiền tuyến, đầu hàng, từ chối chiến đấu và không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga nữa. Không có binh dự gì khi chiến đấu vì thế giới của Nga, vì một nhà nước mà người dân của họ bị đối xử rất tệ bạc.